Dạ anh xin phép kính chào con chị ạ. Thưa anh chị, hôm nay là ngày 20 tháng 2 năm 2022. Em tên là Đình ở Kon Tum, số điện thoại liên hệ là 0973 821 799. Thưa anh chị, hôm nay bên em cũng có một số các loại phong lan rừng của khu vực rừng Tây Nguyên, thì cũng xin phép giới thiệu với con chị ạ. Thì hôm nay bao gồm có các loại như sau ạ. Đầu tiên là cái kiếm tiên vũ của Tây Nguyên con chị. Cái dòng này thì hoa nó to mà nó thơm con chị. Hôm nay thì tình trạng cây nó cũng rất đẹp nữa. Kiếm tiên vũ này. Tiếp theo thì tụi em cũng có soạn ra một cái gói combo mà cũng khá là nhiều loại của anh chị. Thì cái gói combo này tụi em bán có giá là 140.000. Cũng một số loại thì số loại tụi em sẽ giới thiệu kỹ đến con chị. Tiếp theo là cái kiếm bicolor tụi em bán thanh lý của anh chị. Cái kiếm bicolor này thì tụi em thanh lý trong cái đóng này tụi em bán thanh lý với giá 200.000 của chị. Kiếm bicolor hay gọi là đoạn kiếm hai màu của chị. Tiếp theo là cái thanh đạm nâu của công tâm này, tụi em thanh lý với giá 100.000 của chị, nhưng mà cả đống này của chị. Của chị vườn rộng thì mua những phần này về ghép rất là lợi. Đó. Tiếp theo là cái vanda nâu của chị. Thì cái vanda nâu thì nó phổ biến ở khu vực rừng, các khu vực rừng của Tây Nguyên hơn của chị. Còn cái thanh đạm, còn cái vanda hương chanh á, thì nó phân bố, em thấy nó phân bố rõ chủ yếu ở ngoài Tây Bắc anh chị. Thì cái này vanda nâu của anh chị, hoa thì thơm và nó cũng khá sai hoa và bền hoa nữa anh chị. Tiếp theo các phần quế tháng 8, thì hôm nay quế tháng 8 thì có các phần phần quế quế lước cũng cũng có anh chị, và quế xếp cũng có dòng quế lước này, thì tụi em bán 100.000 một phần thế này anh chị, tầm có 15 16 cái gì đó. Xíu nữa tụi em sẽ quay kỹ của anh chị xem. Quế tháng 8, trùng quế tháng 8 của anh chị. Tiếp theo là các cái phần bạch họ hoàng của chị. Thì các phần này tụi em bán với giá là 90.000 phần thôi. Chứ là tụi em sẽ quay kỹ con chị chọn. Tiếp theo là đại bạch hạc. Thì hôm qua tụi em có 4 phần đại bạch hạc. Tuy nhiên thì con chị đặt hết rồi anh chị. Một số con chị đặt thì nói chung tụi em cũng không có hàng để giao anh chị. Hôm nay tụi em có 5 phần đại bạch hạc nữa con chị. 5 phần đại bạch hạc, mỗi phần như thế này 70.000 này. Con chị về sưu tầm cái dòng này, hoa to và là thơm anh chị, và cánh trắng hồng màu đỏ cam anh chị, nó cũng rất là đẹp. Tuy nhiên cái dòng này, những dòng này là khó tính, nó giống như cái bạch hầu hoàng của anh chị. Thật sự con chị có kinh nghiệm thật nhiều thì sưu tầm những cái dòng này của anh chị. Tiếp theo cái em có một cái loại, nói chung là cái này thì em đang phân vân giữa ba cái tên của chị. Một là đại bạch hạc thân dài, hai là hoàng thảo trăng kim khánh, thứ ba là gen công tâm của anh chị. Thì nói chung là cái này tụi em đang phân vân trong, nó chắc chắn nó rơi vào ba ba cái tên tụi em vừa đọc anh chị. Thì cái ba cái tên này, thì ba cái loại này nếu mà rơi vào ba loại này thì ho thì nó thật sự con chị nó cũng gần gần ná ná như nhau anh chị, và ho nó to và cũng rất là đẹp anh chị. Thì cái phần này 180.000 con chị. Thì xíu nào tụi em sẽ quay kỹ đi con chị. Và các cái phần kiều cánh tua này con chị, hôm qua thì tụi em rất là nhiều kiều cánh tua, tuy nhiên thì tụi em bán hết rồi anh chị. Hôm nay anh em họ đem về cũng được ít thôi, tụi em cũng giới thiệu với con chị. Thì con chị liên hệ đặt hàng thì có thể gọi trực tiếp đến cho bên em đầu số là 0973 821 799. Con chị cũng có thể là nhắn tin hoặc gọi con chị. Thì cái mức giá tụi em bán là chưa bao gồm cước phí vận chuyển. Con chị lựa chọn thật kỹ, và hàng đấy thì con chị kiếm cái hàng trước khi nhận con chị. Và nói chung là để cho nó hài hòa, thì nói chung là tụi em giao sai hàng á, hoặc là hàng hỏng quá nhiều thì con chị từ chối nhận con chị. Bởi vì cái hàng họ lan, nói chung là nói chung tụi em cũng rất là mong muốn sự hài hòa con chị. Tuy nhiên thì cái hàng họ lan tươi thì cũng có một cái đặc điểm là nó mất nước con chị, thành ra vận chuyển có thể là nó héo xíu. Nói chung là các mặt hàng bên em thì thật sự con chị là rất là tươi con chị. Tuy nhiên là cũng không thể đánh khỏi được cái yếu tố mà vận chuyển xa nó bị mất nước con chị, thành ra có thể nó héo hay nó vàng tí. Thì những vấn đề này là vấn đề, nói chung là cơ sở bán hoa lan là cũng gặp thôi anh chị. Nói chung là cái này cũng đặc điểm đặc thù nó rồi, thì con chị cũng hết sức chia sẻ và thông cảm ạ. Đầu tiên tụi em giới thiệu trước cái bạch hoa hoàng của chị. Thì cái dòng bạch hoa hoàng thì theo em nghĩ thì nó cũng hơi khó tính con chị. Con chị mua để sưu tầm hoặc là trải nghiệm thì nói chung cũng được con chị. Tụi em cũng chia ra các phần nhỏ nhỏ thôi anh chị, tụi em cũng không có dám chia ra các phần lớn các anh chị sưu tầm. Còn số 1 tụi em bán với giá là 90.000 của anh chị. Thì cái bạch hoa hoàng thì mùa này nó đang
đang nụ và hoa chị. À, thì cái dòng này có khả năng là Tết không chị? Em thấy nó rải rác từ trước Tết đến Tết và cái giai đoạn sau Tết của nó cũng vẫn hoa của chị. Thì cái phần này tụi em bán với giá 90.000 của chị. À, gồm có này. Đây. Nó cái đặc điểm nó này nó rất là ít ít giờ lớn của chị, nó chỉ cái giá hành nó từng này thôi. Và đa số là những giờ nhỏ nhỏ thế này. Đây. À, cái này thì con chị về trồng được một chậu con chị, nó nhỏ nhỏ con chị chịu khó và ghép. Thì bạch hổ hoàng số 1 tụi em bán giá 90.000. Tiếp cái bạch hổ hoàng phần số 2 này. À, ba phần này tụi em cũng cố gắng chia nó đều đều con chị, có những dề và có những rời rời. À, phần số 2 cũng 90.000. Phần số 2 đây con chị. Đây, phần số 2 này. À, thì và các cái như giờ nhỏ 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 nữa con chị. À, thì tụi em bán với giá 90.000. À. À, bạch hoàng số 2. Tiếp theo cái bạch hoàng phần số 3 này. À, số 3 thì cũng với giá 90.000. Thì cũng tương tự như hai phần kia con chị. Cũng có một dê này. Hai dê này. Nhưng phần nào cũng cũng có những cái dê và cũng có cái phần rời rời của con chị. À, nhưng hai tụi em cố gắng chia đều rồi con chị. À, ba phần này mỗi phần là 90.000. Tức cái bạch hổ hoàng cái dòng nguyên bản của chị. Tôi chị cái dòng này thì tụi em cũng mô tả cây 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 của chị. Có nghĩa là anh em mà khai thác chặt cái khúc cây rừng của chị thì trong quá trình người ta làm thì nó bị bong cái rễ đó của chị. Ta nhớ bong rễ đó. Và người ta họ làm cái động tác họ buộc lại. Thì con chị mua về cũng có thể là buộc lại dùng cái dây rút buộc chắc lại của chị. Cái này người ta họ bán sao tụi em mua vậy thôi anh chị, cho tụi em cũng không không phải là cọc thêm gì đâu. À, gồm có một khúc nguyên bản này, hai khúc nguyên bản của chị, à, tụi em bán giá 120.000 cho con chị sưu tầm. À, tiếp theo cái bạch hổ hoàng phần phần số 5 này với giá là 170.000 ba khúc con chị, còn có một khúc này, à, một khúc tiếp theo hai khúc của con chị, cho người ta họ cũng, cũng buộc cố định luôn, à, ba khúc. Ba khúc này là 170.000 con chỉ sưu tầm ạ. À, tiếp theo là cái phần đại bạch hạc thì cái dòng này hoa rất là to không chị, hoa tầm cỡ 5 đến 6 cm và cánh trắng hồng màu cam đậm đỏ của chị. Thì những cái dòng này thì hoa rất là thơm và hoa to này. Tuy nhiên thì nó cũng tương tự như cái bạch hổ hồng chị, nó cũng tương đối nó khó tính. Thì tụi em thú thật con chị có kinh nghiệm thì hẳn sưu tầm những cái dòng này. À, thật ra những cái dòng này con chị sưu tầm rất hay bởi vì hoa nó đẹp con chị và nó to nữa thơm nữa. À, thì một phần này tụi em bán với giá là 70.000 con chị. À, thực ra con chị cũng mua vừa vừa thôi, vừa cái mức giá để con chị trải nghiệm thôi, chứ mua nhiều quá đôi khi lỡ may nó chết thì cũng cũng tiếc con chị. À, có những giờ nhỏ nhỏ đấy con chị, vừa giờ cái thân già thế này vừa cũng vừa có những thân ngắn ngắn nhỏ nhỏ thế này của chị. Đây con chị về trồng hai chậu cũng được con chị. À, đại bạch hạc 70.000. Các phần của em chia nó tương tự con chị, có những kích cỡ như thế này và cũng có những cái kích cỡ nhỏ nhỏ thế này con chị. Nói chung là 1 2 3 4 5 phần của chị đại bạch hạc thì cũng như nhau thôi. À, với giá 70.000 phần. À, chưa bao gồm cái cước phí vận chuyển ạ. À, tiếp theo là cái loại tụi em đang phân vân giữa ba cái tên của chị, một là Hoàng Thảo Trần Kim Khánh, thứ hai nữa là Đen Con Tâm, Gen Podium Con Tâm NC này con chị, hoặc là Đại Bạch Hạc cái thân nó dài con chị. Ví dụ như Đại Bạch Hạc cái này là thân ngắn này, và cái này thân dài, thì nói chung là chắc chắn nó sẽ rơi vào ba cái tên này. Tụi em quay được con chị xem, nếu con chị biết thì cũng có thể là con chị ủng hộ giùm tụi em ạ. Đây, thân thì kích cỡ dài tầm cỡ 30 cm các chị. Đây. À, phần này cũng khá là nhiều con chị, tụi em bán giá 180.000 này. Đây, gồm cả 1 2 dây này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 dây này, 9 này, 10 này, 11, 12 này, 13, 14, 15, 16, 16 thân gì đó.
Đại bản hạc thì theo em thiết nghĩ thì nó rất ít những thân dài như thế này con chị. Tuy nhiên thì nó cũng hơi ná 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 như nhau. Tụi em cũng thật ra cũng rất là khó phân biệt con chị. Phần này 180.000. Tức là các phần quế tháng 8 của chị. Trong này hoa rất là thơm và nó nở vào cái thời điểm tháng 8 nữa. Thời điểm này thì rất ít các cái loài hoa phong lan rừng nó nở con chị. Con chị mua để sưu tầm. Nói chung mỗi mùa có mỗi hoa thì nó cũng cũng rất là thú vị con chị. Còn số 1 130.000 này. Nó còn có một cây này. Kia thưa anh chị, quế này quế lá xếp của chị. Lá xếp thì cái bàn lá nó dày này và nó ngắn. Xíu nữa tụi em cũng có những cái phần lá lướt thì tụi em sẽ quay để con chị phân biệt. Còn có một cây này, hai cây này, ba này, bốn cây này con chị, năm cây này, sáu cây, bảy này, tám, chín cây con chị. Chín cây này với giá 130.000, cuối tháng 8 phần số 1, phí ship tầm cả 25.000 nữa, thì 150.000 con chị có trong quán giò thôi, giờ cuối tháng 8. Thì cuối tháng 8 phần số 2 này, 130.000, cuối xếp 1, 2 cây này, 3 cây ạ. 4 cây này, 5 này, 6 cây ạ, 7 cây này, 8 này, 9 cây con chị. 9 cây, cây này nó lớn thì nhìn nó, nói chung là lỗi thì nó không lỗi con chị, bị ngọn nó còn nguyên suy. Thì những cái thớ trong rừng thì nó hơi cong cong tí con chị. Phần số 230.000. Tiếp theo cuối tháng 8 phần số 3 này, phần này 120.000. 120.000 thì bao gồm có 1 cây ạ, 2 cây này, 3 cây ạ, 4 cây này, 5 cây này, 6 ạ, 7 này, 8, 9 cây. 9 cây này với giá 120.000. Quán 8 phần số 3. Tiếp theo quán 8 phần số 4. Phần này thưa anh chị với giá 130.000. Bao gồm có 1 cây này, 2 cây ạ, 3 này, 4, 5 này, 6, 7, 8, 9 và 10 cây. 10 cây này 130.000 của chị. Quán 8 phần số 4. Tiếp theo quán 8 phần số 5. Phần này với giá 150.000. Thì thưa chị, phần này là cây nó lớn của chị. Và đa số các cây nó mùa vừa rồi có hoa rồi. Của chị sưu tầm phần này gồm có một cây hai ngọn của chị, mấy con. Tiếp theo cây số 2 đây. Đó, cây số 3 này. Cây số 3 đây của chị. Đó, cây số 4 này. Và cả số 5, 5 cây này 150.000. Quân 8 phần số 5. Từ quân 8 phần số 6. Phần này hai cây. Hai cây kích cỡ thì tầm cỡ 40 cm. Một cây này. Thì mấy lá chân nó bị lõi tí con chị. Tuy nhiên thì những cái lá trên thì nó bình thường hết. Ngọn thì vẫn bình thường hết con chị. Thì cái ngọn số 2 này. Một mẹ một con. Phần này tôi bán giá 80.000. Quân tháng 8 phần số 6. Tiếp theo cuối tháng 8 bằng các phần lá lướt của chị. Cái dòng này thì cũng là cuối tháng 8, nó nở vào thời điểm tháng 8. Tuy nhiên thì đây cái bộ lá đó anh chị, nó dài này. Và nó nhỏ và nó mềm hơn so với các phần quê xếp kia. Phần mỗi phần tụi em bán với giá 100.000. Thì tụi em cũng tính từng cây của anh chị xem. Gồm có một cây này, cây số 2 này, cây số 3 của anh chị, cây số 4, cây số 5, cây số 6, 7 cây này, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15 cây gì con chị? Lúc này tụi em tính 15 cây, tuy nhiên dính đâu cây đó con chị? 100.000, quân 8 số 1. Tiếp theo quân tháng 8 lá lướt phần số 2 này, cũng tương tự. 2 cây ạ, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cây ạ, 13, 14, 15 cây con chị với giá là 100.000. Còn số quên lá nước phần số 2. Thì quên lá nước phần số 3, quân 8 ạ. Cũng với giá 100.000, cũng có 1 cây này. 2 ạ, 3, 4, 5, 6, 7 ạ, 8, 9, 10, 10 này, 11, 12, 13 cây con chị. Tôi chỉ phần này tụi em bán giá là 100.000, quân 8 phần số 3. Thế thôi, các con một phần hoàng thảo tam sắc duy nhất con chị, tụi em bán giá 60.000. Thì cô chị trồng một chậu được một chậu con chị. Một dền này.
Thế là giờ số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, 9, 10, 11, 12, 13 giờ, 14 giờ, 15, 16, 17, 18, 19, tầm 20 giờ này cô chị. Với giá là 60.000. Thế là cái kim điệp xuân. Phần một phần tôi bán 50.000 của anh chị. Gồm có 1 giờ này. Bây giờ số 2 này anh chị. Bây giờ số 3 này. Bây giờ số 4 này. Bây giờ số 5 này. Nó lặng hai cái giờ kim điệp xuân của anh chị. Lặng 2 giờ cái kỳ quần tua. Đây, nói chung phần này. Tôi bán giá 50.000. À, kim điệp xuân. Tiếp là cái văn đa nâu của con tâm của chị. Dòng này thì ho nó thơm và nó bền ho nữa. Cái chủ yếu ho nó cũng tương tự như cái dòng giáng hương của chị. Đó. Gồm có một cây này, hai cây này. Cái phần này là cây nhỏ chị, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cây này, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, tổng cộng 30 cây của chị. Tụi em tính tắt này. Phần này tụi em bán giá 80.000 của chị. Cái Vanda nâu của con tâm này, số 1 80.000. Thì con chị mua những cái phần nhỏ thế này về nuôi lớn này nó cũng rất hay của chị. Cái giang hương của xin lỗi ạ. Cái Vanda nâu số 1 80.000. Cái cây Vanda nâu phần số 2 này, phần này là cây lớn chị, với giá 90.000. Phần cây bự luôn. Phần này bao gồm có một cây anh chị. Hai cây này. Ba cây ạ. Cây số 4. Cây số 4. Cây số 4 là cây bự nhưng bự nhất của anh chị. Cây số 5. Thôi chị 5 cây thế này. Nếu mà kích cỡ thì nó trên lợn nó không mấy của chị. Chủ yếu là cây lớn này. Con chị phần này 90.000. Cái Vanda nâu phần số 2 này. Tiếp theo Vanda nâu phần số 3. Phần này là 70.000. Số 3 là 70.000. Gồm có một cây này. Cây số 2 đây con chị. Cây số 2 mẹ con. Cây số 3 này. Cây số 4. 5. 6. 7 cây. 7 cây kích cỡ thế này con chị. Phần số 3 là 70.000. Cái Vanda nâu phần số 4 phần này với giá là 60.000. Phần này thì nó hơi nhiều của anh chị. 60.000 thôi. Còn có 1 cây này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6 cây này, 7 cây của anh chị, 8 cây. Em tính lại nè. 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây. 8 cây này, 8, 9 cây gì đó. Với giá là 60.000. Cái Vanda nâu số 4. Cái Vanda nâu phần số 5. Phần này tụi em bán 60.000 luôn anh chị. Phần số 5. Gồm có 1 cây ạ. 2 này. 3 này. 4. 5. 6. 7. 8. 9 cây. 9 cây này tụi em bán giá 60.000 luôn anh chị. Con chị số 8 ạ. Vanda nâu phần số 5. Có 5 phần của Vanda nâu anh chị. Tiếp theo cái kiều cánh tua. Kiều cánh tua phần số 1 tụi em bán giá 80.000 luôn anh chị. Phần này. Gồm có 1 dê này, 2 dê của anh chị. Mùa này mùa đang nụ ho của kỳ quần tua anh chị. 2 dê này, 3 dê, 4 dê này, 5 dê này, 6 này, 7 này, 8 này, 9, 10 dê. Thưa anh chị, 10 dê này tụi em bán giá năng là kỳ quần tua với giá là 80.000, kỳ quần tua số 1. Nếu hai phần kỳ quần tua giống chị, tụi em bán 60.000, 50.000 phần. 50.000 phần kỳ quần tua giống của chị. Gồm có 1 dê này, 2 này, 3 này. Nói chung là một phần thế này của chị, tụi em bán 50.000. Hôm qua tụi em bán 70.000, tuy nhiên nó nhiều hơn này. Hôm nay là ít hơn, tụi em bán 50.000. Hai phần số 3 này cũng kỳ quần tua giống, tụi em bán 50.000. Và tiếp theo là cái kiếm tiên vũ, kiếm tiên vũ của chị. Phần số 1 160.000. Bây giờ số 1 là giờ em thấy nó đẹp của chị. Đây, cái thế này cô chị mua và về đặt vào chậu luôn. Thì nó sẽ rất đẹp này.
Đây cái mặt mặt trước anh chị, đây mặt sau này. 160.000 anh chị, bằng lá như thế này. Phần số 1 kiếm tiên vụ giá 160.000. Tiếp cái tiên vụ phần số 2 này, phần này 120.000 anh chị. Cùng gom 1 tép này, 2 tép này, 3 này, 4, 5 này, 6 này. 6 giờ thì thế này con chị, tụi em bán giá là 120.000. Tiên vụ phần số 2. Tiếp theo cái tiên vụ phần số 3. Phần này tụi em bán giá 220.000. Gồm cả 2 giờ của anh chị. Giờ số 1 này. Giờ số 1 của anh chị. Giờ số 1 thì cái bằng lá như thế này con chị. Cái phần này thì cái bằng lá nó cũng khá là to này con chị. Tiên vụ giờ số 1 của anh chị. Thì cô chị lên một chậu, em nghĩ nó cũng tương đối nó đẹp của anh chị. Lên chậu như thế này. Tiếp theo giờ số 2 này. Giờ số 2 này của anh chị. Và đặt cái măng lên, tuy nhiên mới mở măng, lá mới mở, tuy nhiên thì bộ lá cũng rất là to. Cái giá hành cũng khá to nữa. Đây của anh chị. Phần tiên vụ phần số 3 này với giá 220.000 gồm cả 2 dề đẹp của anh chị. Tiếp theo là tiên vụ phần số 4. Con này 120.000. Gồm có 2 dề của anh chị, 1 dề này. Tiếp theo giờ số 2 này. Anh chị 2 dề này của anh chị. Con chị lên 2 chậu cũng được. Một chậu này. Hai chậu này. Rồi bán giá 120.000 của anh chị phần số 4. Thế tiên vụ phần số 5. Phần này 130.000. Phần này thì nguyên một dề của anh chị. Nguyên dề thì cái giá hành này của anh chị rất là to. Và cái lá thì cũng tương đối to của anh chị. Đây bộ lá này. Còn có một măng, hai măng này. Và đây cái thân này của anh chị, thân cái giá hành cũng rất là to. Phần này 130.000. Cái tiên vụ phần số 5 này. Tiếp theo tiên vụ phần số 6. Phần này 110.000 của chị. Phần này gồm có một dê này. Giá hành đẹp của chị. Tiếp theo giờ số 2 này, hai là một thân da và một măng. Cái băng bộ lá đây. Và cái đây là cú già của chị. Con chị mua về dâm xuống cát đó, từ nó sẽ lên măng. Thì phần số 6 này hồi giá 110.000. Tiếp theo cái thanh đạm nâu của chị. Thanh đạm nâu này tụi em bán thanh lý với giá 100.000. Cái đóng thế này tụi em bán 100.000 thôi anh chị. Thanh đạm nâu này. Tiếp theo là cái kiếm bicolor hay gọi là đoàn kiếm hai màu của chị. Phần này tụi em bán với giá là phần này 200.000 của chị. Phần này 200.000. Đây, kiếm bicolor tụi em bán thanh lý 200.000, bao gồm có một dề này của anh chị. Một dề này. Dề số 2 đây. Dề số 3 đây. Và dề số 4. 4 dề này. Tầm khoảng 5-6 kg rồi của anh chị. Lúc chiều tụi em anh chị căng quên rồi của chị, quay giá 200.000. Tiếp theo là cái combo có nghĩa là nhiều loại của chị. Tụi em bán giá 140.000. Cái này thì bao gồm có phường vị hoa màu đỏ của chị, một cây này, hai cây ba cây này, bốn cây này. Và cây số 5 thì nó loại ngọn tiếng anh chị, phường vị. Tiếp theo là cái loại lan lạ của chị. Này như miệng kính hay mật khẩu vậy đó, tuy nhiên nó hơi khác tí so với cái hàng mà hôm tụi em bán. Này thì con chị về cũng trồng được chậu anh chị. Tiếp theo là cái ngọc thạch này. Hai giờ ngọc thạch, một nha, hai giờ ngọc thạch. Thập hoa được giờ này con chị. Thập hoa, một giờ thập hoa này. Trúc mành của tu mơ rong, có một giờ nhỏ xíu thôi. Này con chị về trồng thử nghiệm thì được.
bởi vì nó nhỏ xíu chị. Tiếp theo cái thanh đạm, thanh đạm nâu một dời này, cái dòng này em quên tên, nó giống cành dao, tuy nhiên hình như không phải cành dao anh chị. Cành dao em nhớ là hoa nó rất là to, tuy nhiên cái này thì hoa nó bé bé thế này của chị. Đây, san hô gì đó, một dê đây, cái này đây các chị, vào trong được chậu của chị, hai dê, tuy nhiên con trồng được chậu ạ. Cái hình thức nó cũng khá đẹp. Đưa cái có một dê kiếm, kiếm này là một là lô hội, hai là cái kiếm em nghĩ là lô hội của chị, bởi vì cái này của rừng Gia Lai của chị. Rồi, một dê lô hội này. Tiếp theo là chắn hương của chị, chắn hương tam bảo sắc, một nhánh, hai nhánh, kiều ca mở ga, một nhánh thôi. Cái này là cái xương cá của chị, xương cá hay móng rùa gì đó, một dê này. Tiếp theo là cái hòn yến, hai cái dê nhỏ nhỏ của chị, và cái này dán thu tiêu đỏ sao ạ, cũng có một nhánh này, hai nhánh, ba bốn nhánh nhỏ nhỏ của chị. Tiếp theo là cái mô chim mép rèm, cái phần này nó không tính của chị, cái này thì nó bị lỗi lá này, nên tôi em đỡ vào của chị về trong được ở trong. Tiếp là cái kiểu cánh tua này, kiểu cánh tua thì này nó hàng lõi, nó ít lá của chị, tuy nhiên vẫn có thân tơ này, một này, hai dê này, ba dê cánh tua này, bốn dê cánh tua này, và có một nhánh thân tơ, tuy nhiên thì nó không có thân dài của chị. Thì cái phần này tôi bán 140.000 của chị số tông. Thì buổi tối hôm nay bên em cũng có tương đối một số các mặt hàng của Phong Long Rừng Tây Nguyên, thì cũng giới thiệu với cô chị, rất mong cô chị quan tâm ủng hộ. Em cảm ơn rất nhiều ạ.